Hello mấy anh chị Em chào Nguyễn Phương. Chia sẻ bài giùm em anh chị ơi, chia sẻ bài giùm em nha. Chia sẻ bài, chấm bài giùm em cho bình luận nó chạy á anh chị. Bắt đèn lên tí, mau. Em chào chị Điệp Nguyễn Thị. Chia sẻ bài giùm em anh chị, chia sẻ bài giùm em nha, chia sẻ bài giùm em nha mấy tình yêu ơi. Ta thầy giáo chỉ ta dưới thật. Chào Thanh Hà nha. Chia sẻ bài giùm mình Thanh Hà ơi, chia sẻ bài giùm mình nha. Cuối live mình có quà tặng cho mấy anh chị nha. Mái con tí thì có màu gì xấu như ta. Chào Thanh Thanh. Ê, sao cái màu gì kỳ vậy tí? Rồi, rồi, rồi. Đây, anh chị mình vô đông đông nha. Rồi, em chào chị Văn Phạm. Quá lâu mới gặp Văn Phạm nghe. Cái nồi này, hàng của Quốc Kinh Kế Trinh. Mo cho chị cái ghế thấp thôi mo, ghế này cao quá. Tội ghế chị. Em chào Hồng Hạnh, chào Trần Thị Giang. Chào mấy anh chị xem like nha. Chia sẻ bài giùm em, cuối like em sẽ có quà tặng cho mấy anh chị mình luôn nha. Cuối like là em sẽ có quà tặng cho mấy anh chị mình luôn. Chào Đan Phượng. Đây đầu like em lên cái nồi này là size của nó là 14, chiều dài của nó là 22, rồi chiều cao của nó là 5. Đầu like em bán cái nồi này cho anh chị mình là 250. Thương hiệu này nổi tiếng lắm nè anh chị, Chicken Cooking nha, 250. Em chào Lãm Cao Thị, chào mấy anh chị xem like nha. Chào Nguyễn Tiên. Rồi 250, đầu like em bán cái nồi này là 250. 250 lấy chút mã 250 giùm em. Chào Ruby Lê nha, chào Ruby Lê. Rồi, em lên 5 cái dĩa này. Size của nó là 14, cao của nó là 2,
sao không chị Giang Phạm ơi, em chỉ đo cái nồi thôi, đo cái nồi thôi là 50, không có đo cái nắp nha, không đo cao lên cái nắp, chị chỉ đo em đo cái chiều cao của cái nồi thôi chứ em không có tính cái nắp. Rồi cái dĩa này em bán cho anh chị mình là 25k một cái, em có 5 cái, 25k một cái có 5 cái, 5 cái lấy chút mã 25-5 giùm em, 25-5 size của nó là 14 nha, 25-5 mộc chuyện đầy đủ nè, mộc chuyện đầy đủ nha, cái này dễ tay luôn đó anh chị, 25-5 lấy chút mã 25-5 giùm em, 25-5 chén này nó khác. Nếu mà tính lên cái nắp là nó còn cao nữa đó. Rồi em có 4 cái chén lỡ luôn, 4 cái chén lỡ men lam xanh luôn nha. Size của nó là 12, cao là 5. Em bán cái tô này, cái chén lỡ này cho anh chị mình một cái là 30. 30 sạc 4 giùm em, 30 sạc 4. 30 sạc 4 nha. 30 sạc 4. Em chào Nguyễn Thắm, chia sẻ bài giùm em anh chị, chén lá phong bao nhiêu. À cái này cái tô, cái tô chứ không phải cái chén Thanh Nhã Nguyễn ơi, cái này là cá tô. Coi coi nó có bị gì không. Rồi đây cái tô nè, size của nó là 16, cao của nó là 11. Rồi cái tô này em bán là 300k, 300k lấy chút mã 300 giùm em, lấy thì chút mã 300 giùm em, lấy thì chút mã 300 giùm em nha. Rồi em có hai cái dĩa anh nè, hai cái dĩa anh, chào Sương Bambi. Đây Sương Bambi, hàng của anh nha. Size của nó là 20. Em bán cái dĩa này cho anh chị là một cái là 150k thôi. 150k có hai cái. Rồi 300 cho Thanh Nhã Nguyễn. 150, 150 sạc 2 em chốt cho Thanh Thanh. Của anh còn đẹp lắm nha, hoa nổi luôn nha. Cảm ơn Thanh Nhã Nguyễn nha. Một hồi xuống cuối live em sẽ có gì tặng cho Thanh Nhã Nguyễn nha. Hồi coi có gì có duyên á, tặng cho Thanh Nhã Nguyễn đầu live luôn nè. Đây em có ba cái chén lá luôn nè. Rồi em bán cái 20 luôn, 20 sạc 3 giùm em đi, 20 sạc 3. Chiều dài của nó là 12, chiều ngang của nó là 11, cao của nó là 5 á, cao của nó là 5, đẹp lắm, 20 có mọc chuyện luôn à. 20 sạc 3 em chốt cho chị Đan Phượng. Đây em có ba cái này, hoa đẹp quá à. Một cái 30 đi, một cái 30, cái này quá đẹp luôn. Ngang của nó là 9, dài của nó là 11 rưỡi, cao của nó là 4 nha. 30 sạc 3. Chị Nguyễn Tiên sao nha. Rồi nè, tặng cú mèo nè, đòi ok được là lụm nè, tặng cho Thanh Nhã Nguyễn nè. Đầu lai mở hàng nè, cảm ơn Thanh Nhã Nguyễn nha. Rồi 30 sạc 3. 30 sạc 3. 30 sạc 3 giùm em. Nắng quá má ơi. Lai mà nắng nôi quá. 30 sạc 3 nghe anh chị, chén này đẹp lắm nè anh chị ơi. Rồi em có ba cái chén nè, một cái 25k luôn. Nó còn dơ nghe, tại em mới khui em chưa rửa gáy gì thôi. 25 sạc 3, size của nó là 12, cao của nó là 6, 25 sạc 3 nha. 25 sạc 3. Nhiều khi mấy món đồ hả, nó cũng mắc hơn mấy cái món đồ lai nữa. Tặng hết trơn, thích là tặng, thích là tặng. Thích là nhất, nói gì chứ. 30 sạc 3 cho Thanh Nhã Nguyễn.
đó con nói gì? Tên gì á? Đẹp Nguyễn Thị. Nè, 30 sạc 3 cho Thanh nhã Nguyễn. Sao cưng không lấy cái máy hình đơn nghe cưng hình đi cho màu. Lo dây điện ra được rồi, in đi cho mau khỏi ngồi ghi. Nghiệp đính đâu quá trời rồi, có máy anh đơn mình ngồi ghi cho cực ngồi, tên không biết tên của ai. Anh chào Nguyễn Thắng, anh chào Loan Diệu. Đây em có cái bộ này nè anh chị nè. Đó, đó em bán nguyên một bộ như vậy nè, cho anh chị mình là cây... Rồi cái bộ này em bán là 200 lấy chút mã 200 giùm em. 200k. Hai tô ba cái chén, ba cái dĩa lỡ này với ba cái chén, bốn cái chén này. Cái tô của nó là size tới 17 lần đó. 200k cho cái đống này nè, lấy thì chốt mã 200 giùm em. Gốm hoa nổi nha, đẹp lắm anh chị, đẹp lắm luôn. 200k cho cái đống này. Đây ba con cá này 50. Ba con cá này 50 nha. Ba con cá nước chấm 50. Rồi một cái dĩa này 30. Size của nó là 24, 30k. Rồi dây thọt tớn nhầm hơn. 30k cho cái dĩa này, 30. 30 lấy chút mã 30 giùm em, size 24. Rồi dĩa này một cái 20. 20 sạc 2 size 15. 20 sạc 2 size 15. Đây, đây. 20 sạc 2 cho cái dĩa này. Adam lại ba nhận qua ai chốt ta. Qua chị Thảo cho ăn chốt của mày. Đúng không? Có không? Đây em có một cái tô hoa quá trời đẹp. Size của nó là 20, cao là 8. Rồi cái tô này em bán là 350k. 350k cho cái tô hoa này. Hoa. Đây em có 4 cái dĩa. Size của nó là 23. Size của nó là 23, cao là 3. Cao là 3. Đây hàng của Hà Gia nha. Hàng của Hà Gia. Một cái 60k, 60 sạc 5. 60 sạc 5. 60 sạc 5 nha, 60. 60k một cái. 60. Dì ngoài này là xanh của ban nha, ở trong là hoa nha. Men đẹp lắm, 60 sạc 5. 60 sạc 5. Đây, em có cái tô 16, cao 6. 16, cao 6. Rồi cái tô này 60 luôn. 60. Hey.
coi nhỏ ơi, dặn nhỏ lại chút ơi. Đây em có 6 cái 20. Một cái 20. Dạ chị nó đóng gói cho chị rồi à, bữa nay là nó đi cho chị nè. Hổng gà nó lu bu chị, nhà của nó chưa có đi độ, chị nó đóng gói rồi mà nó chưa đi được đó chị. Em hỏi nó rồi rồi, nó nói tại vì nó nói chờ chị mua thêm gì đó mà chị không mua được gì thì để nó đóng gói đi cho chị. Bữa nay nó đưa đi cho chị nè. Rồi một cái 20. 20 sạc 6. 20 sạc 6. Rồi cắm hoa trà này em bán cho anh chị mình là 150. Rồi. Rồi, chốt cho chị Thanh Huệ. Chén đẹp lắm chị Thanh Huệ ơi. Dạ hàng của Nhật chị, hàng của Nhật đây. Hàng của Arita. Nè thấy không? 350. Quá trời đẹp luôn cái tô, đẹp nhức nhối chim tối luôn Thanh Nhã Nguyễn ơi. Rồi cái hoa trà này mọc lập tổ ong nha. Mọc mọc nằm đâu rồi? Mọc nó đâu rồi? Không thấy cái mọc. 150. 150. Lập tổ ong nha. Chị Thanh Huệ hả? Chị Thanh Huệ khách cũ. Một trăm rưỡi. Em có chén chú tiểu nè, nhiều lắm. Đo sai hả? Ok, em đo rồi. Sai của nó là 24 á chị. À không, 21 á. Sai của nó là 21, cao của nó là 8.5 gần 9 luôn á. Một trăm rưỡi em chốt cho Thành Trần Trung khách mới cho anh xin số điện thoại cho Messenger inbox giùm em nha. Trần Trung ơi, cố gắng chốt đơn nhiều nhiều, 300k em đi đơn. Bữa nay cố gắng em sẽ like cho nhiều nhiều cho anh chị mình chốt đủ đơn là em đi một chuyến nha. Rồi năm cái chung này em bán cho anh chị mình là 40. Có cái này nó bị lỗi rồi, bị lỗi đó chút xíu rồi, vậy bán 40 nha. Năm cái chung này 40. 350 em chốt cho Thanh Nhã Nguyễn. Nè cô. Anh Trần Trung ơi, chốt đơn cho em xin số điện thoại anh ơi, lặng mình còn liên lạc với nhau á. Chứ chốt đơn không có số điện thoại em đâu có biết kiếm anh ở mô đâu. 40 cho 5 cái chung gụ nha. Rồi cảm ơn anh nha. Vô Messenger inbox giùm em. Anh gửi vào. Anh ơi cái số gì mà cái số chơi nó là cái số 7 hay số 1 anh? 0397 hay là 0391 anh ơi? Anh ghi em nhìn không có rõ. Rồi hai cái tô này em bán cho anh chị mình là 60, tô lỡ nha. Tô lỡ 60, size là 12, cao là 7. 60k một chuyện đây. 60k cho hai cái tô lỡ này. Ô, nãy hai chai chén này phải không? Màu này không? Phải màu này không? Ở mô rồi. Ok chưa? Chị Thanh Hà ơi. À, 60 chốt của chị Thanh Huệ. Chị Thanh Huệ ơi, em còn hai cái lấy luôn nha chị. Nè, hai cái giống 6 cái nãy nè chị. Ok không? Ly Bách Hoa là của bên công ty kia chị Đan Phượng ơi. Công ty kia nữa là công ty kia lai sao. Rồi vậy là 07 á. Ok rồi chốt cho chị thêm hai cái này nữa cho đủ bộ nha. Thôi nghiệp chị quá. Mò. Rồi em có một cái tô hoa ba sâm xanh trong nè. Chị gửi cho em gì vậy chị? Chị cũng gửi qua cho Thùy Linh đi. Size của nó là 18. Size của nó là 18, cao là 8. Rồi cái tô này em bán cho anh chị mình là hàng của ai? Ơ, hàng của em. Những hiệu lão á. Nhưng mà cái hiệu này quen, cái bông này quen lắm.
Rồi cái tô này 300. 300k. 300k. 300. Rồi cái tô này em bán cho anh chị mình là 40. Size của nó là 16, 40. 40. 40, size của nó là 16. Tô đến kìa. Đó. Đây em có một cái tô hoa mai xưa nữa nè. Nó cũng cưng. Rồi em có một cái tô hoa mai nha. Một cái tô hoa mai xưa nha. Size của nó là 21. Cao của nó là 8. Cái tô này em bán cho anh chị mình là 550. Tô xưa nha. Tô xưa xưa. Rồi một cái dĩa quả ớt này là 30 luôn. Một cái dĩa quả ớt 30. Rồi 40 chị Nguyễn Tiên sao? Đây. Dĩa này em không biết còn không nữa. Rồi trái ớt này 30. Trái ớt 30, 30. Lên thùng mỡ luôn anh chị ơi. Ừ. Đây em có ba cái chén nước chấm hình con thỏ. Rồi cái 30 luôn. 30 sạc 3 chén nước chấm có chân hình con thỏ. À thấy không? Quá trời đẹp luôn. Ba mươi sạc 3 giùm em. 30 sạc 3. 30 sạc 3. Ừ, bỏ qua bên kia. Không, chén bỏ qua bên đây. Đây, em có 5 cái tô. 5 cái tô hoa gồng bay phượng múa mọc chìm nha. Mọc chìm nha mấy anh chị. Mọc chìm nha. Size của nó là 15. Cao của nó là 7. Rồi tô này em bán cái 30 luôn. 30 sạc 5 giùm em. 30 sạc 5. 30 sạc 5, 5, 5, 5. 30 sạc 5. Nè đánh kia đi. Nè đánh kia đi. Nè đánh kia đi. Nè đánh kia đi. Ồ, tô này dễ cho, dễ ăn bún, ăn mì, hủ tiếu, không chết luôn, chị chê anh chị. Đây em có chén cơm nè. Chén cơm. Em coi coi được mấy cái nha. Bây giờ em lên 5 cái đi. Em có 7-8 cái gì đó. Đây, một cái 25k. 25 sạc số lượng giùm em đi. Em có 7-8 cái gì đó. 25 sạc số lượng giùm em đi. 25 sạc số lượng. 25 sạc số lượng. 25 sạc số lượng giùm em. 25 sạc số lượng. 25 sạc 5 cho anh Huệ. Chị Thanh Huệ ơi, em có 7-8 cái chị lấy hết luôn không chị? Đây nè, tại vì em lên có 5 cái thôi. Ừ. Tại vì ai lấy thì em ưu tiên hết đi. Nè, 7 cái. Ok ha, rồi 25 sạc 7 giùm em cái đi chị. 25 sạc 7. Dạ cho em dễ in đơn ra đó. 25 sạc 7. Chén mỏng mỏng đẹp đẹp không. Đợt này chén đẹp. Rồi cái tô vuông này em bán 30. Size của nó là 14. Cao của nó là 6. Ok cảm ơn chị. Cái tô vuông 40 mọc chìm luôn à. 40 cho cái tô vuông này. Đựng canh, đựng cơm, đựng đồ ăn trong tủ lạnh cũng được luôn. Em có mấy cái dĩa xanh nè, 5 cái. 1 cái 35k.
đựng cá chiên hay sushi hay gì là nhìn nó lạ lẫm lắm anh chị. Nhìn nó lạ lẫm mà nó sang trọng lắm, đồ xưa nữa, size 21. Ngang là 13. Đây, 35 sẹt 5 giùm em có 5 cái. 35 sẹt 5. 40 em chốt cho Mỹ Lệ Nguyễn. Đâu rồi? À. Ba mươi lăm sẹt sẹt năm giùm em nha, em có 5 cái, 35 sẹt 5 em chốt cho chị Mỹ Lệ Nguyễn luôn. Đây em có một cái tô đâm còn dơ nha, còn dơ chưa cái cái chùi rửa hết trơn á, đít sô cô la luôn nè. Rồi em bán 50 luôn, về mình đâm, để mình đâm, mình ướp đồ, mình đâm tỏi ớt. Ô trời, xài im lắm anh chị ơi, không có thể nào mà diễn tả được cái im của nó. Ồ, chén cứ lẻ lẻ khó bán lắm. Đây em có cái bộ này để chờ đáp vô vô trước dễ bán nữa. Rồi hai cái chén nước chấm này, 20 sẹt 2 mọc chuyện đây, 20 sẹt 2, 20 sẹt 2. Năm mươi em chốt cho chị Mỹ Lệ Nguyễn. Chị, cái tô vuông này là 300k. Tô vuông 300k chị. Tô vuông 300k đâu rồi? Cái nào 50 này chụp cái nào? Ấn nổi. Làm chưa? Ấn nổi. Làm ra miếng nữa. Đây, cái này, cái tô đâm 300k chị, 300k cái tô vuông này. Mập của nó nè. 300k. Size của nó là 17 á chị, cao của nó là 8. 300k cái tô này, em chào Hiền Nguyễn. Rồi nước chấm 10k sẹt 4. 10k sẹt 4, sẹt 4, 4, 4 sẹt. Sẹt 4, 4 sẹt. Vậy 2 3 đi chị. Không, nãy chị lỡ in ra. Ở chị Nguyễn cho đủ. Mất đi nữa nữa mà, cuối cùng mất đi nữa mà. Có 20 sạc 2 nữa nào vậy? Cái gì không? Đây. Rồi cái này 10 ngàn một cái. 10 ngàn một cái. 10 ngàn sạc 4. Tô gồng bay phượng múa. Ông muốn bà khen. 19. Cao 7. Rồi tô này em bán cho anh chị mình lần cái 40. 40 sạc 4. 40 sạc 4. Đây, chén nước chấm, lộn dĩa lót xanh. Dĩa lót xanh size 11. Dĩa lót xanh size 11. 11, 12 luôn, 11 mấy gần 12. Nè, bỏ vô. Rồi, một cái 15k, 15 sẹt 6 giùm em. 15 sẹt 6. 15 sẹt 6 nha, 15 sẹt 6 cho. 15 sẹt 6. Rồi trống chỗ rồi. Nè con cá nè, 50. 50k ba con cá. 50k ba con cá. 50k ba con cá. Ba con cá 50k. 50k ba con cá. Rồi 25 sạc 3. 25 sạc 3. Mã lắc. 25 sạc 3 nha, 25 sạc 3. 25 sạc 3. Chén này nó mỏng lắm anh chị vô, nó mỏng giờ, mỏng dánh nè. Điện thoại của tí nó coi sao mà nó dằn hẻo dằn heo rồi đó. Cũng như bị gấn xình. À, nước phèn. Em có 2 tô. Quên kìa. Size của nó là 17. K
cao của nó là 5. Một cái là 50. Không, 40 thôi, 40 sạc 2. 40 sạc 2. 40 sạc 2 2 2. 40 sạc 2 em mấy chị. Anh 40 sạc 2 cho Thanh. Cho ai trước vậy? Của mày. Thanh Thanh hả? 40 sạc 2 cho Thanh Thanh trước nha. Chị Thanh Nhã Nguyễn sao? Chị Mỹ Lại Nguyễn sao? Rồi, 25 sạc 4, size 16, cao là 4. Cao là 4. Mọc kiện đầy đủ, 25 sạc 4. 25 sạc 4. Rồi, không có nhớ luôn á chị ơi. Để coi coi em khui ra coi em còn cái nhà này không. Em còn cái nhà mà em còn cái dĩa quá à. Không có nhớ đó ba ơi. Phải nhớ là để rồi, không có nhớ dặn luôn á. Rồi, chắc là chị Thanh Nhã Nguyễn dặn con bé em của em ở dưới kia rồi. Tại vì em like ở trên này nó ấy nè. Để rồi em coi coi còn cái dĩa. Anh nhớ có khui dĩa nữa. Rồi có gì em để dĩa lại cho nghe. Cái đó khui chén thì nó gặp hoài à. Không đâu, lâu này đợt sau thì khui cũng có dĩa nữa nè, mà không có biết là Thanh Nhã Nguyễn dặn. Thôi gán đi, đợt sau bù cho. Không có nhớ, không có nhớ ai dặn luôn á. Phải nhớ là đưa rồi. Bởi vì khổ ghê, khách mà dặn gầu lắm, không có nhớ. Đây, em lên một cái tô nho nha, một cái tô nho. Rồi, cái tô nho này 60. Cái tô nho 60. Cái tô nho 60. Tô nho 60 nha. Rồi, bộ dĩa này em bán cho anh chị mình là 100k 6 cái. 100k 6 cái. 100k 6 cái nha, 4 cái dĩa nhỏ và 2 cái dĩa lớn. 100k 6 cái này. Ơ cái này như hồi mình lên rồi mày. Chưa hả? Chưa. Em chào Hằng Ngô. Hằng Ngô ơi, vô chốt đơn thêm lặng em đi đơn cho Hằng Ngô nè. 300k là em đi đơn cho Hằng Ngô á. Rồi tô chú Tiểu em bán cái 50. Rồi chốt cho chị Thanh Huệ. Cái kia. Ừ. Đưa cái kia vô cho chị luôn, cho chị đủ bộ luôn. Tô dứ. Chào Sang Nguyễn. Bây giờ là em ở trên Sài Gòn, còn con nhỏ em của em thì nó ở dưới quê á, nó like ở dưới quê. Cùng một niết một nhưng mà hai chỗ, bởi vì like chốt đơn ở đâu. Chốt đơn ở đâu là mình chốt ở đó đó. Cứ đủ 300k là đi đơn thôi. Rồi 50 sạc 2 nha, 50 sạc 2. Đây, có mớ cá nè. Có mớ cá về kho quẹt ăn nè. Đây, cá ăn cá ăn con. Mọc à, mọc chảy dài luôn nha. Rồi, một cái 20 đi. Size là 15, một cái 20, mẻ ăn cái rồi. Còn 2, 4, 6 cái. 20 sạc 6 tặng 1. Ghi vậy đó. 20 sạc 6 tặng 1 nha, tặng 1 cái mẹ. 20 sạc 6 tặng 1. Chào Bùi Quang Vinh. 20 sạc 6. Đầy chưa? Đầy thì đừng ấy nữa. Đâu có cặp sát ở đây được, cặp sát là không có tới nữa.
Rồi em lên một cái dĩa quá đẹp luôn. Quá trời đẹp. Dĩa này à, nhìn nó sắc sảo ghê. Size 26. Rồi cái dĩa này 120. Cái dĩa này 120 nghe mấy anh chị. 120 120 chai 120. 120. Bán cho cái quay gần cái tô đi. Bán cái gì cũng bán. Đây 150. Nè, thấy không, 150. Quá trời đẹp. Để dành dắt viết dắt gì á, thì co cũng đẹp. 150. 150 lấy chốt mã thì 150 giùm em. 150. Rồi tô lỡ này một cái 25 luôn. 25 sạc 3. Size của nó là 12, cao của nó là 7. 25 sạc 3. 25 sạc 3. 25 sạc 3. Rồi tô này một cái là 70. Size của nó là 16, cao là 6. 70 sạc 2. Một cái là 70, 70 sạc 2. 70 sạc 2. Miệng của nó là 11. Cao là 7. Cao tới cái miệng này là 7. Còn không có đo tới cái quai nha. Đo tới cái quai là 11. Đo tới cái quai là 11. Còn đo tới cái miệng là 6,5 gần 7. Bảy mươi sạc 2 nha. Đồ quá đẹp. Đây dĩa gia đình nhà gấu size 24. Một cái 70. 70. 70 sạc 3. Hình như có 4 cái luôn. Ngày qua like 1 cái rồi. 70 sạc 3 nha. Đây em có 3 chung của Narumi nè. 3 chung 3 màu. Rồi lấy em cái 25 đi. 25 sạc 4. Mãi này rồi. Mãi này rồi. Mãi này rồi. Lấy lại coi. Lấy lại. Lại lại. 25 sạc 4. Chung chưa rửa nha anh chị. Rửa rồi đẹp lắm. Hàng của Narumi. Rồi em lên mấy cái dĩa lót ngôi sao nè. Mấy cái 20 đi. 20 sạc 4. Đẹp lắm. Hai mươi sạc bốn. Rồi cái này em có mấy cái nè, mà giờ em khui được cái bán 30 đi. 30. Rồi cái thấu này em bán cho anh chị mình là 60. Anh chị ơi chấm bài giùm em, nó đứng bình luận nữa rồi anh chị ơi. Chấm bài giùm em mấy anh chị ơi, nó bị đứng bình luận nữa rồi. Nó bị... chị đang coi máy. Không chấm cho mình. Dĩa này cái 25 nha. Size của nó là 17, cao 2. Size của nó là 17, cao 2. 25 sạc 5 giùm em. 25 sạc 5. Rồi. Cho chị thùng nó đi dây. Chấm bài giùm em mấy anh chị ô, chấm bài giùm em. Nó bị đứng bình luận nữa rồi. Chào cô bà Trân, không
cái gì mà nó tuột view trầm trọng vậy mẹ ơi. Đây em lên một cái ca anh, một cái ca của anh, cái ca con két này em bán cho anh chị mình là 250, 250 lấy chút mã 250 giùm em, 250, 250. Rồi hai cái chén hít Hello Kitty này em bán cho anh chị mình là 50 luôn. Size là 11, cao là 5. Gì mà tuột cái tuột luốt luôn vậy ta. Anh chị ơi còn ở đó không, chấm bài giùm em cái anh chị ơi. Tự nhiên cái nó tuột trầm trọng như kìa. Chấm bài giùm em, tự nhiên nó tuột view, nó tuột cái không thấy anh chị luôn rồi. Tuột view trầm trọng, tuột view trầm trọng. 50k hai cái chén Hello Kitty này. Hai cái chén Hello Kitty 50k. Chấm bài, chấm bài, chấm bài. Rồi cái tô này là 45k luôn đi. 15 cao 6, 45k. 45. 45k. Ủa sao cái dĩa này nằm đây ta? Đây. Ba cái dĩa cái 20. Size 13. 20k sạc 3. 20 sạc 3. Đây em có một cái chén hoa lá phong đẹp, cái này lá bầu lá bí gì đẹp quá. Rồi 30 luôn đi. 30. 30k. 20 cho chị Thanh Huệ. Cái này 30, chén này đẹp quá, con cái một duy nhất. 30 cho Thanh Huệ. Chén này quá đẹp luôn chị Huệ. Đây. Hai cái này. Rồi hai cái này. Hai cái này 50 luôn đi, viền vàng còn quá đẹp rồi, hoa nổi luôn. Size 15, 50k hai cái này. 50 hai cái này. Quá đẹp luôn. Hàng của Yamaka luôn nè. Paris luôn. 50k. Cái tô trước mặt này là 300 nha Vũ, Vũ Nguyễn ơi. Tô trước mặt này là 300. 50. Rồi cặp này cho em là 60. 60. 60. Cái ly này 20. Giỡn này quanh kia không? Giỡn này quanh kia. Giờ cái đóng nó quanh kia. Rồi cái này cái 15 đi, 15 sạc 5. 15 sạc 5. 15 sạc 5. Ồ, xem xíu nè. Ủa gì? 15 sạc 5. Em có hai cái tô con thỏ nè, cái xanh cái đỏ nè. Rồi 35 sạc 2. 35 sạc 2. 35 sạc 2 nha. Rồi cái chén này 30 luôn. Con cái một duy nhất. À, 6 duy nhất mà sạc 5. Nữa. 30k cho cái chén viền sô cô la này. 30k. Rồi cái này 25k. Cái này một cái 40. Một cái 40, chén này đẹp. Chén này đúng kiểu dáng cơm xưa luôn. 11 cao 5. 11 cao 5. Em chào Nguyễn Ngọc Chiến. 40 sạc 2.
60 sẹt 2. Đây có hai cái tô, một cái 50. 50 sẹt 2. 50 sẹt 2. Rồi 30k cho cái bình gót này luôn. 30k cho cái bình gót này. 30k cho cái bình gót này. 30k cho cái bình gót luôn nha. 30k cho cái bình gót này luôn nha. Ừ. 30k cho cái bình gót này luôn. Rồi, cái hũ này em bán cho anh chị mình 50 luôn. Hũ này nó có cái đồ để cái muỗng ngay đây nè. 50. Nè mo, cái chén mấy chung nữa nè mo. Đây. Cái này giống cái sông trầm quá anh chị. Nó có lỗ nè. Rồi 100k luôn. Hoa còn nguyên chưa bị gì nha. Nó còn nguyên không? Ừ. À 100k luôn, quá đẹp. Này nó bị dơ thôi. Bị dơ, bị bụi thôi. Anh chào sang chằng. Bên đây thấy sang chằng, chỗ bên đây cũng không thấy. Giờ mấy này quanh kia đi. Mấy cái chung đủ bộ rồi nè. Đó. Rồi 150. 5 cái đó 150. 150. Thố sập nắp bao nhiêu? Thố sập nắp là nào? Thố sập nắp là cái này đúng không? 50 chị sang trần. 50k. Cái này 50 chị. 50. Hàng của Gia Băng luôn. 50. 50k. Nè vào quanh kia. 150 cho 5 cái chung gốm này luôn. Quá đẹp. Nè. Một trải dài luôn. Tử Trần Tăng 150. Đây. Rồi cái bình này 100k luôn. 100k. 100k. Cái gì vậy? 100k. Đây, em có một cái gì dầm trà màu hoa mẫu đơn nè. Nó bị thâm nha. Em bán cái giá thâm là cho anh chị mình là 200. 200k. 200. 200k mấy anh chị ơi. 200. 200k. 200. Trời ơi. Đưa cho anh giữ Trần Tăng đi. Chừng nữa chị ấy với anh. Cái dĩa. Năm cái chung với cái dĩa thị. Rồi một cái dĩa này 70 luôn nha. Ừ. Ở nó đi. 70. 70k. Mọc nè. 70. Size của nó là 20, 27 á. Size của nó là 27. 70k. Đây chưa. Đây em có một cái dĩa của Âu. Dĩa hàng Âu. Mọc hình. Mọc hình cái dương niệm. Mọc hình cái dương niệm. Rồi 150. 150k cho cái dĩa Âu này. Âu 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 Âu. Cái bình cái chung đâu nắp nè.
Để con nói cho anh đủ bộ. Giờ sát vô đó đi hả? Chấm bài giùm em mấy anh chị ơi, chấm bài giùm em. Tương tác không có chậm quá, chờ chậm luôn rồi. Chậm chảy quá. Ô cái này cái 20 nè anh chị, cái 20. 20k một cái. Cái này quanh kia luôn. Rồi một cái tô hoa. Rồi. Rồi lỗi 30 đi. Lỗi 20 thôi. Lỗi 20. Lỗi 20. Lỗi 20 cái tô này nha. Lỗi đít nè nè. Một cái 25k em có 2 cái. Một cái 25k em có 2 cái. Cái này nãy giờ chưa ai chốt đúng không mà. Nó dĩ qua sao thì. Vô anh nói luôn. Cái bình có nắp trong tô bao nhiêu vậy em đang tâm? Chị đang tâm ơi. Cái này là cái hũ trà á chị, hũ trà bà xà cừ á. Hũ trà xà cừ. Không, nó không cùng bộ được. Cái kia nó xà cừ đỏ, cái này xà cừ bình thường. Cái này 100k chị đang tâm. Đang tâm ơi, cái này 100k. Hũ trà 100k. Hàng của Zepo Lanh á. Ok chị. Chị bà lên mã đi lần cho em Minh ra cái đơn á chị. Ok chị, anh đi. Rồi 25 sạc 2. 25 sạc 2 có 2 cái. 25 sạc 2. Em có 2 cái. Rồi em có 4 cái tô viền xanh của ban. Miệng của nó là 14, cao của nó là 3,5. Rồi cái này em bán cho anh chị mình một cái là 25k, 25 sạc 5 giùm em. 25 sạc 5. 25 sạc 5. 25 sạc 5. Rồi tô này một cái là 65k, 65 sạc 3. 65 sạc 3. Dạ 2 giờ hả chị? Ok chị, 2 giờ này em giao nha. Dạ. Rồi 65 sạc 3 cho đang tâm. Vô rồi đó. Ông già rồi bận nuôi mẹ. Rồi một cái 40 luôn. 40 sạc 2 quá đẹp. Miệng 12. Cao là 6. Cao là 5,5 6. 40 sạc 2. 40 sạc 2. 40 sạc 2 cho đang tâm. Đây một cái nữa. Rồi cái này một cái 25k luôn. Size của nó là 14, cao là 2,5. 25 sạc 4. 25 sạc 4. Rồi cái tô này là 40 luôn. 40 cá rô với cá biển đó. Chút mẹ nó đắp rồi. Cái gì chiên? Thôi 6 muối rồi, làm muối chiên ăn đi. Cá rô hấp cho chị hai ăn đó.
40 cho chị Tử Trần Tăng, chị Mỹ Lệ Nguyễn sao? Cái này 30, cái này cái đâu rồi mo? Nằm đó, nằm đâu hả? 30k. Cái này 30. Mọc nè, dĩa sâu lòng. Size 20, bán 30 thôi. Cái này 35. Cái này 35k. Rồi em có một cái thối Hello Kitty luôn nha. Cái thối Hello Kitty này em bán 45k. Size của nó là 12, 11 chứ. Chiều dài là 14. 45k Hello Kitty, đựng đồ ăn, đồ dư thừa bỏ trong tủ lạnh được. 45k cho Hello Kitty. Cái gì mà nó lôi nó vuốt cái mái tóc hoài, hồi tao đem ra tao lè ra tao lấy lửa tao uống, tao hơi tao uống vậy. 15 sạc 4. Size của nó là 12, 15 sạc 4, size của nó là 12. Ơ, khỏi luôn đi. Không có mọc, bán 10.000 thôi. 10 sạc 3. 15 sạc 4 là 8. Không, 10 sạc 3 tặng cái. Bán tự bớt luôn. Trời 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 trời. Rồi cái này cái 15 nè, cái này đẹp hơn nha. Xưa hơn, viền sô cô la luôn. 15 sạc 5. 15 sạc 5. 15 sạc 5 nha. 15 sạc 5, dĩa này đẹp quá hả? À. Dĩa này làm dĩa lót được. 11. 15 sạc 5. 15 sạc 5. 15 sạc 5, dĩa lót này đẹp quá. Rồi dĩa này cái 20 luôn. 20 sạc 4. 20 sạc 4. 15 sạc 5 cho chị cho chị Thanh Huệ, chị đang tâm sao? Cho chị Thanh Huệ 15 sạc 5. 20 sạc 4 xanh coban. Có một cái nó bị ấy gì không? À, không phải ấy mà là nó vậy. 20 sạc 4. Nè nó. Rồi cái này 20. Cái này 25. Chốt nào đó chốt. Cái 20, cái 25. Sạc 5 luôn chứ không thành sạc 4 nữa. 20, 25. Rồi cái này 30. Cái này 30. Ba mua cho chị. Cái gì? À cái này. Rồi có cái này lạ quá anh chị ơi. Nè, nó gì nè. Rồi cái này em bán cho anh chị mình là 100k luôn. Cái gì nữa. Nó có nắp đậy nè. Rồi nó có cái này nữa. Lạ lùng ghê. 100k. 100k cho cái hũ nè. Rồi cái dĩa xưa viền sô cô la này không có mọc chuyện gì em bán cho anh chị mình 100 luôn. 100k. Rồi cặp này em bán cho anh chị mình 70 luôn đi, 70. 70k. 70. Này. Rồi. Một cái 35, 35 sạc 2. Size của nó là 16. Cao của nó là 6. 35 sạc 2 tô. Ồ chén này hả, này phải gắp bộ vô mới được. Vô bộ quá trời. 35 sạc 2 nha.
Rồi. Này hả? Ừ, đưa cái to cái cá đây, đưa cá đây. Rồi chén này em có tầm 4 5 cái gì đó. Em bán cá 20 thôi anh chị. Cá 20 thôi, giờ em sạn được mấy. Chủ anh Nguyễn ơi, khách cũ hay khách mới gì anh? Khách cũ thì vô Messenger vẫy tay chào em cái, còn khách mới thì cho em xin số điện thoại nha. Chủ anh Nguyễn ơi. Hello chị đậu chị. Dạ, chị đậu chị bữa nay chốt đơn chặn nữa đi em đi em chốt đơn cho chị nha. Nó đậu chị ơi. Nè. 20 sạc 4 giùm em đi mấy anh chị. 20 sạc 4. 20 sạc 4 nha. Mọc thì là lên lấy cho mấy tình yêu mình luôn. Hai mươi sạc bốn nha. 20 sạc bốn. Em có 4-5 gấu này nè. 4 hình như là con dính bên kia rồi. Cái 25. 25 sạc số lượng giùm em đi. 4. 25 sạc số lượng giùm em đi. 25 sạc số lượng. Cái này là 15 sạc bốn nè. Cái này đẹp nè. 15 sạc bốn. 15 sạc 4. 25 sạc 4 cho chị Đan Tâm. Đó, cái con gấu đó. Ờ, tới 5 cái lần mà không biết nằm ở thùng nào cái rồi ngày qua. 15 sạc 4 cho chị 15 sạc 4 cho chị Thanh Huệ nè, bên đây Thanh Huệ trước nè. À. 15 sạc 4 cho chị Thanh Huệ. Rồi. Hàng của Ý luôn nha, 80 cái. Size của nó là 26 á. Size của nó là 26. 80 sạc 2. 80 sạc 2 nha. 80 sạc 2. 80 sạc 2. Tám mươi sạc hai nha. Dĩa đó lớn lắm anh chị. Dĩa đó mình đựng một con cá, mình đựng cái gì là ngon lành luôn. Cái này không biết nằm thùng nào nè mon. Cái này em có tới 4-5 xét lần nè anh chị. 56 xét gì đó. Xét 150. Hàng của Nico nha. Còn mới đẹp viền vàng luôn. Xét 150 có 6 xét. Có 6 xét đó. Hai xét kia chắc nằm bên kia rồi. Em có 6 xét nha. 150 một xét. 150 sạc 6 đi. Xét trà này còn viền vàng đẹp luôn nữa. Này em đãi khách thì thôi rồi. Đẹp không gì chịu nổi. Chịu nổi không nổi cũng phải chịu. Đây em có mấy cái chén cơm này quá đẹp. Hàng của Thúy Sương luôn. Một cái 35k. Một cái 35. 35 sạc 5 cho em đi. 35 sạc 5. 35 sạc 5. Hàng ơi còn. Để cho chỉ luôn nè. 35. Ê, đưa mấy cái tách ra đây. Không có để chung với cái đó được. 35 sạc 5. 35 sạc 5 cho chị Đan Tâm. Chán đẹp lắm chị Đan Tâm. Chán này ăn cơm thì thôi rồi. Còn gì để nói nữa. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Tự nhiên em khui được 5 cái mà còn gì nữa. Thường thường em khui có 2 cái nè. Là bắt đầu hả. Chạy viền nữa chứ. Xài này đi. Trời ai chơi xấu điện cho em. Trả lại cho em luôn, lấy luôn. Rồi Nguyễn Phương sao nha. Chén nó quá đẹp. Rồi một cái ly. Một cái ly đổi màu hình. Hình Phật nha. Một cái ly đổi màu hình Phật 250. Một cái ly đổi màu hình Phật 250 nha. Một cái ly đổi màu hình Phật 250. Rồi một cái tô này 40. Một cái tô này 40. Hàng nữa. Cái gì Thanh Huệ. Bốn mươi cho chị Đan Tâm.
cái dĩa đó hồi để đi. Rồi cái dĩa dầm trà này em bán cho anh chị mình là 100 luôn. Size của nó là 24, 100k. 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 Rồi cái bình gót này 30 luôn nè. Bình gót 30. Bình gót 30. Đưa cái này cho anh chị tưởng nó có 1 cái à. Rồi, cái dĩa cảnh lam này em bán cho anh chị mình cái 45 luôn, size là 19. Đang cầm nó không phải hả? Không phải thôi. Ba mươi cho hàng ngô. Nè hàng ngô cố gắng chút đơn nhiều nhiều, đủ đơn em đi nha, đang tâm sao. Hằng Ngô ơi, cố gắng chút đơn nhiều nhiều, 300k em đi đơn cho tình yêu nha, tình yêu ơi. Nghiệp chị Hằng Ngô lắm. Rồi 45 sạc 3 nha, cảnh lam nha, cảnh lam xưa luôn. Rồi một cái hũ 30 luôn. Một cái hũ 30. Rồi một cái chén vuông này 25k luôn. Một cái chén vuông 25k. 45 sạc 3 cho Thanh Huệ nè. 30 sạc 2 đi. Đây. 30 sạc 2 có hai cái hũ có nắp. Hai cái hũ có nắp luôn anh chị ơi. Ủa chén này đẹp quá má ơi. Này thì 25 chén vuông nha. Hàng của Yamaka nha. Rồi chén này cái 25 luôn. 25 sạc 3, chén đẹp quá à. 30 sạc 2. Cho chị đang tâm. Sao đèn tối lắm ớ. Dĩ hả chị? Biết sao em lai ngoài kho á, cái bắt đầu cái ánh sáng nó không có đủ. Lấy cái đèn lai qua. Lấy cái đèn lai ra đây. Rồi để em đi thêm ánh sáng vô. Không rồi nè. Không chị thấy cũng tối. Thấy cái đèn á. Cái đèn quan trọng, có câu điện ghim không vậy? Tớ em đây. Rồi chén này đẹp lắm nè anh chị, chén này đẹp lắm. Mọc nè. 25 sạc 3 nha. 25 sạc 3. Rồi cái này 25 luôn. Đây em có hai cái dĩa xưa. Rồi 40 sạc 2. Size 20, 40 sạc 2. 40 sạc 2. 40 sạc 2 nha. 40 sạc 2. 40 sạc 2. Đây. Nữa mình vào đầu anh đây nè. Ghim được không? Đồ chót xong không chót mà giật đâu. Không, mình giờ cái đồ này mình vô đây rồi. Là mình bích cái chỗ này rồi, mình lấy đồ bên đây ra nè. Con mới ăn đây nè. Mới ăn rồi hả? Bấm. Rồi, gõ chưa anh chị? Màu vàng đi. Rồi, màu vàng. Ok. Rồi, gõ rồi. Quá trời sáng ánh. Rồi, được rồi đó, được rồi đó, được rồi đó. Gõ chưa, gõ chưa mấy tình yêu ơi. Gõ chưa. Rồi. Rồi cái này em bán cho anh chị mình là 40 luôn đi, không có mọc. 40, size 22. 40 không có mọc. Rồi chờ em chút em sẵn đồ mới nha. Má ơi. Sạc ha, 40 nha. Cái đó 40 nha mấy anh chị. 40 sạc 2 cho chị Thanh Huệ. Ok rồi, dạ cảm ơn chị. Đâu rồi, cái đó đó ngoài mà. 40 sạc 2 cho chị Thanh Huệ. Còn cái này 40 cho chị Đan Tâm. Rồi, lên thùng mới nha, lên thùng mới nè mấy anh chị ơi. Đây.
Đây, em có mấy cái dĩa lẩu lứ nè, size 16, bán cái 35 đi, mọc chìm nè, 35 sạc 3, 35 đi về rửa lại giùm em nha, tại vì em khui xong rồi em bán luôn chứ em chưa rửa gáy gì chứ. 45 sạc 3. Bốn mươi lăm sạc ba. Rồi rồi 20 sạc 2. Hai mươi sạc hai cho Tử Trần Tăng. Không, 20 sạc 2 cho Hằng Ngô. Hằng Ngô đi trước. 20 sạc 2 cho Hằng Ngô đi trước. Xin lỗi Trần Tăng nha, lại không có nhìn lên trên. Cái gì mà mình cứ đụng vô cây lai này, nó quay vòng vậy ta? Rồi 30 sạc số lượng đi. Em có tầm nhiêu đây cái nè? 16 cao 3, 30 học nè. Arita da băng 2, 4, 6, 8, 9 cái. 9 cái nha anh chị, 9 cái, 30 sạc 9 giùm em. Còn ai muốn lấy lẻ thì bà thì báo nha. 30 sạc 9. Đây, một cái thớt đựng cơm. Size là 16, cao là 6,5. Rồi 250 nha, 250. 250 cho chị Đan Tâm. Thấu đựng cơm quá im. Rồi có hai cái tách anh, hai cái can. Cái 180 luôn đi. 180 một cái, 180 sạc 2. 180 sạc 2. 180 sạc 2 có hai cái. Rồi 20 sạc 3 cho cái chén xanh luôn. 20 sạc 3 cho cái chén xanh nó luôn đi. 20 sạc 3 cho cái chén xanh. Hồi nãy ai chị đang tâm lấy chén người ta. Rồi có chung luôn đang ngâm. Có chung luôn, chị có lấy chung. Rồi thốn thỏ này em có 3-4 cái nha. Cái 50, 50 sạc 4 đi rồi em đi kiếm cho. Em có như 4 cái đó. Ok lấy. Dạ. Yeah. Hãy cho chị Đan Tâm đi. Không biết mình gặp là cái bông kia hay bông này ra ngày qua á mo. Nằm tầm nào. Lấy cho chị đi. Tầm nào? Không biết nằm chung nữa chứ mà em nhớ nằm chung với mấy cái đồ ấy á. Ừ. Ok lấy nè. Ừ. Lấy cho chị đi. Cho chị đủ bộ. Cái đó hả? Cái đó 20 đi. 20 sạc đi. Ghi cho chị đi. Mình kiếm bữa bồn giao chị. Rồi 20 sạc 5 nè. 20 sạc 5 cho 5 cái dĩa này luôn đi. 20 sạc 5 nha mấy anh chị. 20 sạc 5.
Đây, 20 sạc 5 cho Đan Tâm. Đan Tâm ơi, hồi nãy em bán cho chị cái thố, cái thố kia 250 đó chị, còn cái giá này em để cho chị luôn nha, cho nó đủ bộ cơm lê nha, cái thố cơm nãy đó chị. Cũng tính với chị 250 thôi nha chị nha. Ok cái cây. Ừ, để cho chị. Cái thố bó cơm có luôn cái giá rồi đó. Đủ bộ rồi đó. Ok. Rồi chung liền cái 20 sạc 5 luôn. 20 sạc 5. 20 sạc 5. Nè. Cái này cái 15k. Cái con bông. Mẹ ăn cái. Rồi 40 tặng 1 cái. 40 tặng 1 cái. 40 tặng 1 cái. Rồi hai cái tô này em bán cái 70 luôn. Hai cái hai bông nha, cái 70 đó. 70 sạc 2 đi. 70 sạc 2. Rồi cái tô này 80 luôn. Cái tô gốm hoa cà bí gợi. 80 sạc 2. À, 80. 70 sạc 2 cho chị Đan Tâm nè. Rồi cái tô đá đó bò 80. Chén này cái 20. Cái này mẻ rồi. 20 sạc 2 luôn nha. Ơ à, khỏi luôn đi, còn con cái 1. Rồi cái này bán cái cặp này 180 đi. Tô nha, size tới 23 lận, cao là sao? Cao là mấy? Cao là 6. 180 cặp. Cái chung mọc trên bàn. Cái này là rồi cái này 150 luôn. 150. Cái chung nó 150. Nè. Cái chung nó 150 nha. Cái chung nó 150. Chung nó 150, lấy chút mã 150 đi. Rồi hai cái muỗng này 40 luôn. Hai muỗng 40 đẹp. 40. Hai cái muỗng 40. Rồi em có một cái bộ này nha. Bộ này 5 dĩa và 1 tô. Đó. Rồi bộ này 700. 5 dĩa với 1 tô 700. Còn viền vàng đẹp nha, size 20. Cao 8. Còn cái dĩa của nó là 13. 800. 700 hả? 700 hả? 700 phải không? Ờ đúng rồi, 700. 700 nha, bộ này đẹp lắm nha anh chị. Bộ này đẹp lắm. Mọc nè. Bộ này quá đẹp luôn. Rồi 35 sạc 4. 35 sạc 4 size 17, cao là 4. 35 sạc 4. 35 sạc 4. Rồi có mấy con sò nè. Rồi mấy con sò này bán 100k luôn.
4 sò nhỏ, 3 sò lớn. 100k. 100k cho con sò lớn này. Ừ, bị gãy rồi. Trời ơi, cái bệnh ở đâu mà cái nắp ở đây vậy? Một trăm cho chị Đan Tâm nè. Ô chàng có cái này quá đẹp luôn anh chị ơi. Coi nè. Có chân luôn rồi, có mọc xanh luôn. Cho chị Bình luôn. Cho chị Bình luôn. À chị ơi, cái bình này phải không? Rồi bỏ này qua một bên, đôi bình này ra. Nè, nó là cái lọc ngủ gì luôn nha chị. À. Rồi cái bình này 200 chị. 200. Hàng của Hồ Gia nha. 200k. Trời ơi, trời ơi, để cái đó bãi hết vô ba. Rồi cái thố này 40. Rồi. 200. Bình để sửa cho mẹ. Ồ, tháo cái đó ra để sửa cũng được. 200, 2000. Cho chị Đan Tâm. Rồi chén chấm cái 10k. Cái 10k. 10k chén nước chấm. 10k cái chén nước chấm. Em có 5 cái, 10k sạc số lượng đi. 10k sạc số lượng. 10k sạc số lượng nha. Rồi cái này cái 30, 30 sạc 3. À nó để cho đầy với nó cho rồi đi. Nguyễn Thương 10 sạc 5 là cái nào? Đó đó phải không? Rồi ok. Hai mươi sạc năm cho năm cái chén này luôn, chén cơm. 20 sạc 5 nha. 20 sạc 5 kiếm được 5 cái rồi. Rồi ba con rồng này em bán cho anh chị mình là 50 luôn. Ba hình như còn nữa, để đây đi. Nè. Rồi. Cái 150, 150 sạc 2. 150 sạc 2. Rồi một cái tô lõi súp này em bán cho anh chị mình là 100k. 100k. Đây phải không? Đây cũng bán đây. Cổ sở gì? Gì? Cổ sở gì? Nó gọn. Rồi 20 sạc 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 6. 20 sạc 6. 20 sạc 6. Dễ không biết lại đây. 20 sạc 6. Đấy vô, đi vô. Hai mươi sạc sáu cho chị Đan Tâm nè. Dạ chị, chờ em 3 giây nha. Rồi chú Tiểu 30. Chú Tiểu 30. Rồi cái này 45k một cái. 50k rồng. Hương Trần ơi, khách cũ hay khách mới chị? Khách mới thì cho em chốt đơn rồi cho em số điện thoại luôn nha. Chốt đơn rồi cho em số điện thoại luôn.
rồi cố gắng chốt đơn nhiều nhiều. Bữa nay 300k em đi đơn nha, 300k em đi đơn, cố gắng chốt đơn nhiều nhiều nghe mấy tình yêu ơi. 45 sạc 2 chị, 45 sạc 2, một cái 45k, 45 sạc 2. Cho cái vỏ gấu đâu? Ờ đây, 45 sạc 2 rồi, ok chị. Rồi Nguyễn Phương sao? Chị con gấu này 150 chị, chốt mã 150 giùm em đi đăng Phượng. 150, chốt mã 150 giùm em đi đăng Phượng ơi. Không chị đậu chị ơi, chị đăng Phượng chị hỏi ơi, chị có chốt không? Chị nào chị không có chốt em nhường cho chị nghe chị đăng Phượng. Nãy giờ em lên mà không ai chốt cho em giục qua bên chị đăng Phượng mới, chị đăng Tâm chứ. Chị đăng Tâm chị mới hỏi á. À, vậy là chốt chị đăng Tâm nha. Dạ dạ. Khoan. Để em coi ai hỏi. Ủa chị hỏi cái vỏ con gấu này chứ không phải chị hỏi cái ca này hả? Em tưởng nó chị hỏi cái ca này nè. Mày kéo lên coi, nãy chị đậu chị ba hỏi cái ca này hay là chị hỏi cái vỏ con gấu? Tại vì tưởng vỏ con gấu. À vậy là chị đậu chị hỏi vỏ con gấu mà em cứ tưởng là hỏi cái ca chị đăng Tâm ơi. Ờ, vậy là chốt cho chị đậu chị nha. Hồi nãy chị hỏi mà em cứ tưởng là chị hỏi cái này thì ra là chị hỏi cái đó mà em không có lên cho chị. Rồi tới khi gặp bình luận của chị đăng Tâm hỏi á thì em mới thấy là cái vỏ con gấu này. Rồi để em kiếm khác cho đăng Tâm nha. Kiếm khác cho đăng Tâm, em bù cho đăng Tâm nha. Rồi còn cái ca này em bán cho 200. Cái ca đó 200. Cái ca đó 200 nha, cái ca gốm này 200 nè. Sản xuất năm 2003. Ngày 24 tháng 8 năm 2003. Trời nó ghi rõ luôn anh chị. Nặng bằng tay luôn á. Rồi cái dĩa lót với cái chén súp này em bán 70. Rồi em chốt cho đậu chị. Không, chốt cho đậu chị phải không? Rồi ok, để em kiếm cái khác em bù cho đăng Tâm nha. Cái ca đó có lấy không chị đậu chị ơi? Không lấy là em khách có chốt thì em chốt cho khách cũng được, không sao. Rồi cái này cái 35k, 35 sạc 3. 35 sạc 3 nha. Cho nó đầy thì đẩy sát vô đây luôn em ơi. Ba mươi lăm sạc hai. Rồi cái ấm này 250, ấm bụng bự dung tích cỡ 1 lít, lọc lớn nha, 250. Có nhiều lắm, chỉ nhiêu đó đủ rồi. Mấy chị gọi cho lấy thêm không không? Bán cho chị khác, chị khác chị xài. Rồi em cắt cho chị rồi, bắt đầu em like thêm một cái cử này nữa rồi là em chốt đơn cho mấy anh chị mình hết luôn. Ai 300k là em đi đơn, em không có dồn đơn người nào hết trơn á, người nào ít đơn là em xả luôn à. Người nào đủ 300k là em đi đơn hết trơn luôn á. Em có dồn đơn lên khách nào hết trơn á. Em like một ngày là em chốt đơn một ngày. Đủ đơn là em đi, còn ai không đủ thì em xả. Em làm ăn mau lẹ lắm. Em đã cố gắng chốt một ngày cho anh chị luôn mà anh chị mình đủ đơn đi đó.
Còn khách mới mà chốt đơn không chốt điện thoại thì em biết mò kim dưới đáy biển luôn, chưa mò ra nữa. Còn khách cũ mình thì yên tâm nha. Em xong rồi thêm cái like này nữa là em sẽ chốt đơn với mấy chị luôn đây. Em có một cái thố nãy giờ hoài mà chưa lên là lá phong à. Còn duyên vàng đẹp. Mọc xanh rồi mọc chìm, mọc tá lả mọc luôn à. Rồi cái thố này 250. Còn duyên vàng quá đẹp luôn, 250. Đẹp luôn, quá trời đẹp, 250. Còn dĩa ngũ sắc này một cái là 60k. Size là 16. Cao là 7. À, tầm 7. Cao là 3. 60. Cái gì? Trăm tám cái gì vậy? Đó, chị Trần Hương cho Hương Trần cho số điện thoại. Đâu có chị Hương Trần hả chị chốt gì vậy? Không, chị Hương Trần có chốt một món gì. Chị Hương Trần hả chị chốt gì vậy? À, chị chốt mấy cái con này nè. Mà chị không có cho số điện thoại rồi biết đường mò đâu. Thiệt tình nó buồn cái ghê luôn. Mình chốt đơn thì mình phải cho số điện thoại là em giữ đơn hoặc là em còn tìm được mấy anh chị nè. Bán này 50 nè, tặng cho con cá gớm nè. Ok chưa? Cố gắng chốt đơn đủ 300k em đi đơn nha. Bích tình yêu ơi. 60 sạc 4. Sao giá không giá gì vậy? Kéo xuống rồi sẽ gặp giá của chị 50 Hương Trần. Chị chốt xong rồi chị đi dạo phố xong chị mới cho số kìa. Đây mọc chìm luôn. Cái này còn nữa. Đây em lên chén nè. Chén này cái 25 nè, 25 sạc số lượng giùm em đi. Em có một mớ nữa nè. 25 sạc số lượng đi, mọc vuông luôn. Lấy nhiêu cái thì lấy nha, lấy nhiêu cái thì lấy. Hai mươi lăm sạc số lượng nè. Chén ăn cơm mỏng dần mỏng dánh luôn, mỏng như tờ lá lúa. Cho thùng coi. Đến đây đựng chén. Chén quá trời chén luôn. Chén luôn nè. Cho nằm xuống đi. Rồi 20 đi. 20 sạc 4 nha, có 4 cái. 20 sạc 4 có 4 cái. Mình nãy 2 chốt. Mình nãy 2 chốt. 7 mẫu đó không? Rồi cái này cái 30. 30 sạc phan để coi được nhiêu cái. Bây giờ 30 sạc hết đi. Em sẵn được nhiêu cái thì em đưa nè. Chén này đẹp nè. Chén này hoa đẹp quá nè. Mà không biết được nhiêu cái em đang sẵn ra nè. 30 sạc hết đi. Có nhiêu cái lấy nhiêu cái nha. Ba mươi hết cho Tử Trần Tăng nha. Nè còn nữa nè chị. Em đang sẵn ra nè. Được nhiêu thì em báo đưa hết cho chị luôn đó. Đây được 7 cái nè. 7 cái nè, đưa cho chị Đăng Tâm. Rồi 30 sạc 7 chị ơi. 30 sạc 7, bấm 30 sạc 7 cái cho em đi chị. Lặng em minh ra cái đơn á. Ồ, anh Nghĩa Phạm nghe. Hỏi một cái chơi giới luôn, ngũ sắc đen mới chịu. Không có anh ơi. Ngôi đường này không có ngũ sắc đen. Rồi bấm chưa? Rồi lên, hết rồi đó. Quá đẹp luôn, cái chén nó đẹp, rất nhói tim tối luôn nha mấy anh chị ơi. Màu sặc sỡ, sặc sụi luôn. Đây, có cặp chén vu thê nha. Rồi, cặp chén vu thê này 80. Cặp chén vu thê đó 80.
chén Vu Thê 80 nha. Cặp chén Vu Thê 80. Ồ, cặp chén này quá đẹp. 80 nha. Rồi, cái chén này 70. Chén này 70. Dạ, 80 cho Tử Trần Tăng. Chén này đẹp. Hoài Linh về quê rồi. Cái chén này 70. Chén này quá đẹp luôn. Hơn ngũ sắc luôn chứ không phải là ngũ sắc. Rồi cái này cái tính 35 thôi. Được 4 cái luôn anh chị ơi. Hên sao mà được 4 cái. Quá đẹp luôn, 35k cái mà không ai chốt luôn, không ai chốt đây mình xài à. 35 sạc 4 cho Nghĩa Phạm, thấy chưa? Anh Nghĩa Phạm xài em đem về xài nè. Nghĩa Phạm cố gắng chốt đơn nhiều, em đi đơn cho anh luôn nha. Em like bữa nay là like cuối rồi đó. Hôm qua em like anh vô chốt đồ quá trời đẹp luôn. Giờ em đóng thùng nữa hết rồi. Rồi cái này một cái 40, trái táo 40 sạc 5. Trái táo 40 sạc 5. 40 sạc 5 của trái táo. 40 sạc 5 trái táo. 40 sạc 5 trái táo. Chị Tử Trần Tăng sao nha. Tử Trần Tăng 35 sạch 4 sao. Trái táo này nè, mọc trên mọc nè, mọc chữ dài luôn nè, đẹp quá à. 40 sạch 5. Rồi cái này mọc chìm luôn. Mọc chìm luôn. 30 sạch 6 đi. Có 6 cái. 30 sạch 6 luôn. 30 sạch 6. Cái này 30. Cái này 40. Lấy cái nào lấy. 30 mã 40. 30 40. Rồi. 30 cho Tử Trần Tăng. Rồi cái tô này 40. 40. Rồi tô này 40 sạc 5. Nhìn mình này một chút. Đó. 40 sạc 5. Tô này ăn mì tô hủ tiếu thôi rồi còn gì của nữa. Size 19 gữ. Con kêu cậu qua lấy ba ngũ sắc về lần vũa lợi lần mà dán kìa. Tí nó bỏ hết trơn rồi. Bỏ vô thùng đi. Đẹp thấy ghê luôn. Ừ. Đẹp lắm kìa ông nội. Ừ. Dễ mấy mày đập bể hết trơn. Nè tôi chắc cái thùng nó lên đó đi cho nó chấm chỗ mà. Tạm cái thùng lên đó đi cho nó chấm chỗ. Kiểu gì vậy luôn mà. Tao vừa thấy vừa dẹp cho mày luôn rồi. Sao chắc nhượng dịu quá. Lôi từ này ra nó sát rửa cái này cho nha, sao rửa cho mình. Rảnh thì qua đây con cháu nó gián tiếp cho. Không dám đâu, cậu phải mài lợ. Cậu phải mài lợ. Mày biết gì nào? Rồi cái nồi đất này 70 thôi bớt cái chuyện đi. 70. 40 sạc 5 cho Tử Trần Tăng. Đâu rồi mo?
Chị Dũng đâu rồi? Chị Dũng đâu má? Cái gì? Tô. Tô đỏ. Chị mới ôm ôm cho mình nè. Đây. Ồ, chào Nguyễn Phan, bữa nay em đi làm á anh. Ồ, giờ này được nghỉ. Trời ơi, giờ này 12 giờ tôi cũng không biết cái chân vậy. Rồi 70. Nồi đất kho được nha. Nồi đất kho được nha mấy anh chị. Nồi đất kho được nha. Bà Nga ngồi ở ngoài hà. Tôi cũng ngồi ghế đó. Ừ. Có ghế dựa im chết chơi gì. Ngồi ngồi. Ở này không có dựa, ở này ta có thấp ta ngồi dễ hơn. Sao lại dành đồ của lính đâu vậy quay? Sao mà chướng khí vậy? Ừ. Rồi. Khiến chết mẹ trơn rồi, dành đồ của lính ta. Nào thích mới like nha, không thích cũng không like đó. Không thích thấy qua bờ luôn. Cái này không phải nha. Rồi cái thối vuông này 100 gử. 100 gử. 100 gử, 100 gử, 100 gử. 150k. Má ơi. Trời ơi đồ Nhật. 150k. Bà số còn hả? Có tô ăn mì ngũ sắc không chớp. Có nghe anh, có tô ăn mì ngũ sắc nha. Đây, để em đang khui cái đã. Ừ, hút thuốc mà ngồi đó sợ chết nữa. Đã chấp nhận hút rồi chết gì nữa. Chấp nhận hút thuốc là chấp nhận chết rồi còn sợ chết gì nữa. Lựa. Size 25. Đó là lý do những cái thằng nghiền thuốc thôi. Cao 6. Rồi cái tô này 250. Tô nó 250. 250, 250k cái tô quá trời đẹp luôn. Nhìn muốn đi không nổi gì. 250k cái tô đi không nổi. Nó đi không nổi không ai dám chốt. Rồi 20 một cái. Ly Bigen mấy tiền? Ly Bigen đó. Cái ly bây giờ nó 200 á anh. Cái ly bây giờ nó 200 anh ơi. Cái ly bây giờ cái ly gốm nó 200. Để em nói bây giờ anh gọi nó không phải sao? Anh ưa bắt bẻ em cái vấn đề đó. Anh Nguyễn Đức nè. Anh chờ tối ngày chờ mẹ em. Mẹ em nói sơ hở rồi ra là ngay ngay với em nha. 20 sạc 5 nha. Xem rồi anh ngồi đó chấm bài cho em đi rồi em cho anh xem ha. Chờ em chút. Lỡ lên này cái. Rồi cái này cũng 25 đi. 25 sạc 5. 25 sạc 5. Dĩa viền sô cô la mọc chuyện đầy đủ hình cá luôn. Đâu rồi? Nè anh. Đó. Đủ chưa? Đủ sắc sảo chưa? Còn anh không thấy không hài lòng nữa thì ngồi ra anh bóc em anh chụp cho gõ. Rồi cái này 60. Dạ. Cảm ơn Mai Quang Lộc. 60. 60. Có bớt không? Dạ không anh. Vậy anh lấy không chắc. Tao quánh mày ngồi mà mắt tiêu cái mỏ trên mày vậy tin không? Tao cho xẹp cái mớm luôn. Size 20. Cao là 9. Ừ, tập gym. Mọc nè. Rồi cái tô đó 150. Không tập gym chứ tập gym. À, 150. 150. Chị Liễu nè. Vô chốt đơn đem đi đơn cho chị nè. Chị Liễu. Chị có dòng đơn gì của em không? Không chắc đồ chị em đi hết rồi. Em có thiếu nợ chị thì không thôi. Đây, một cái ca 100k, không mọc chuyện gì trơn á, ca nổi hàng của Narasaki nè, Narasaki. Kawasaki.
100k chưa rửa. 100k chưa rửa. Cái nào dơ quá bỏ qua bên đi. Chờ rửa rồi lên like nó mới có bán được chứ giờ bán không được đâu. Bây giờ mà nó đang xì lì. Đây chung mặt dương cái 20 chung thấu hoàng. Chung thấu hoàng. 100 cho chị Mai Quang Lộc. Rồi ghi vô chữ chị Liễu, không biết đường chị vô tại vì cái nick này của cháu chị á. Dạ chị, cảm ơn chị. Rồi chung mặt vừa, mọc vuông luôn nha. Ô mọc vuông luôn nè. Rồi nước cái rồi. Hên ghê. Còn 5 cái nha. 20 sạc 5. Thường thường nó là cái chung đổi chữ mắt in China đó, đằng này nó mọc vuông. Ha, dạ chị, chuyện nhỏ, không có gì khó. Chàng ơi, nãy cái chén chớ ớt rồi ở đây, cái dĩa chớ ớt ở đâu rồi? Để dành bán chung cái chén chớ ớt. Đây, em có 3 cái chén nè, cái 25k. 25k. 25 sạc 3 đi anh chị, 25 sạc 3 nha. 25 sạc 3, ô, 25 sạc 4. 25 sạc 4 nha. Trời ơi, thêm cái nữa nè, 25 sạc 5. 25 sạc 5 nha. 25 sạc 5 cho chị Thanh Huệ. Đúng rồi, chị Thanh Huệ cứ ngồi đó chấm bài, coi bài. Xong rồi chốt mấy cái đồ vô bộ nè. Em sẵn sẵn trong chén ra lần hồi nó vô bộ hết trơn à. 25 sạc 5 à. 25 sạc 5, tại vì chị bấm 25 sạc 5 đi chị, cho nó đủ bộ chị. Một con heo. Một con heo 20. Gã chưa? Thì ghi vô đi, ghi chưa? 25 sạc 5 hả? Đó là chị cũng không nhảy luôn nha. Chị Liễu cố gắng chốt đơn nhiều nhiều là em đi đơn cho chị nha chị Liễu. Đây em có 3 cái chén này quá đẹp luôn nè. Rồi em thấy chị đang phượng nè, đã bắt đầu thấy rồi nè. Cái bình nâu đỏ. Cái này nó bị gãy quai rồi chị ơi, nó bị gãy quai rồi, em bán lỗi 150 á. Bị gãy quai rồi, em bán lỗi 150. Dẹp 2 chén này. Bán 2 chén này, đó. Bán 2 chén này nó mới đẹp nè. Rồi, 2 cái chén nó bán 70 luôn. Hai cái chén này 70 luôn nè, quá trời đã luôn rồi nè. Một con heo. Một con chim cánh cục hay gì á, nó cùng một hiệu nha anh chị. Cùng một hiệu nha. Má ơi. Rồi con bom bóm này 70. Bến Tre đi đâu vô đây. Chàng ơi, khắp miền tổ quốc luôn mà. Ngó đi hút thuốc nữa rồi ngó. Thằng tí này tàu lao nhắc nhỏ đang ấy cái đầu nó đưa thuốc rồi đi thèm đi hút rồi. Mò đi hút thuốc đó mà. Thuốc tao ngửi được rồi tao biết liền rồi. Tao chứ ngửi sơ rồi tao biết liền rồi. Người ta đang ngồi em ngủ đây cái đầu đưa đi thuốc. Hai cái chén đó bao nhiêu? Chị Phương Thảo ơi, hai cái chén nó 70, một con heo và một con chim cánh cục. 70 chị, cái 35. Nó nổi luôn nha, nó cộm tay luôn á. Mùi thuốc khó chịu thiệt chứ.
đi đâu xa xa chị chút đi Môi. Rồi cái này 35k. 35k. 35. Cái tô lỡ men tiêu 35k. Rồi tô chú tiểu. Tô chú tiểu cái 50, size là 18.5, cao là 7, 50k một cái. 50k sạc 3. 50 sạc 3. 50 sạc 3. Rồi một cái tô vuông 220. Một cái tô vuông 220. Má ơi. Để sọt đỏ đó. Cái. Rồi một cái bình gốm này em bán cho anh chị mình là 450. 450k cái bình gốm. Con để nó đi, để nhiều nhiều con giặt luôn. Cao 4. Đầy cối hả giặt? Cao 4. Cái gì? 450. Về ra phường nó mọc nha anh. Anh rất thích ra phường nó mọc lắm nha. Rồi em có hai cái dĩa anh nè. Cái 150, 150 sạc 2. 150 sạc 2. 150 sạc 2. Gì mà cao tư đó, đó gì này mà cao tư vậy? Đưa chị đo, đưa chị đo coi. 24, ta nói 24 không nghe đâu, cái gì cao tư? Khổ cái anh ghê, thấy không? Anh chờ me mấy vụ đó không? Cao 24 nha anh. Rồi 25k sạc sạc 6 nha, quả mỏng luôn rồi. Cầm mà sử hả? Đứt tay không? Ủa, Nga bà đào đâu rồi? Kệ chú vô phòng làm gì chứ. Má ơi. Mặt xa cho mấy vậy. Khu đẹp chú nói cái gì? Đủ. Ủa đồ đồ sắt là được nằm nói lạnh hả? Mà nãy khiên trống rồi khỏi vô nhà mà đeo nó cũng chắc rồi. Ồ. Chịu nóng quá được luôn hả? 25 sạc 6 mỏng lắm nha anh chị, chén cơm nha, mỏng dờn, mỏng dánh luôn. Có anh, có chuyện em chập anh á. Nó có chuyện. 25 sạc 5 đi, mẻ cái rồi anh chị ơi. Em chào chị Hoa Quế Chi. Mày để tao like không? Mày ca gì? Tới giờ mày đó. Mày đi ngủ đi. Giờ này mày rảnh rỗi mày không đi nghỉ ngơi đâu. Rồi cái này 40 luôn, mẹ ăn cái nữa rồi. Tưởng con chuyện tôi gửi con dấu vô. Rồi cái chén trà cha quan này 150. Chén trà cha quan 150. Chén trà cháu quanh 150. Chén được này nhiều quá mà anh chị mình không chốt nha. Rồi vậy các em không có chén á, cái họ hỏi em á sao à, không lên chén đi, lên chén đi. Chắc ngồi đổi chỗ vô mới lạnh lai quá. Rồi, cái này 150 nha. Lấy chút mã 150 giùm em. Rồi, cái dầm trà này em bán cho anh chị mình là 300k. Men xanh muối tiêu nha.
300k cái dầm trà này nó hơi lớn. 300k. Size của nó là 26, cao của nó là 6,5 gần 7 á. Cha qua anh có anh, cha qua anh có chuyện nha anh. Rồi bữa nay không có chuyện luôn mà nghỉ chốt rồi. Có chuyện nha anh Nguyễn Đức ơi. Like mà có mấy anh cũng vui. Sao mà chị ba đi vô lấy được mấy thùng bự? Hôm nay tới lúc lại chứ đâu có lọt 20 triệu. Lấy hết đồ đi. Cũng 2 tiếng rồi. Bỏ đi lại lúc 10 giờ đó chị. À, ồ ồ với đàn ông vậy đó. Rồi hai cái dĩa lót này 50 nha. Hai cái dĩa lót 50, điện thoại có ai gieo dữ rồi. Rồi một cái thố ngũ sắc này 180 luôn. Mày nghe mày dẹp chưa đập mày giờ. Để không ghi bằng hình là. Rồi 180 nha, cái thố ngũ sắc này 180. Nãy 60 rồi được. Cái dĩa Ugago này 60. Rồi còn cái tống này là 100.000. Cái tống nó 100k. Cái tống 100k. Rồi cái nồi nấu được này em bán cho anh chị mình là 50. 50. À, cho con nhỏ em bữa nay nó gửi cho chị nè chị. Nhỏ em bữa nay nó gửi cho chị nè, chị qua Quế Chi ơi. Nó like bữa hổm ở dưới quê á là nó like ở chỗ khác nên là nó chốt đơn cho chị, nó đóng gói gọi cho ngài. Bữa nay nó đi cho chị nè. Em chào chị Điệp Nguyễn Thị. Ok em. Dạ. Rồi cái nồi đất nhỏ này 50 nha. Rồi cái tống này là 100 nha. Tống đất nung mang chải 100k. Đó đi. Đây em có cái bình ngũ sắc này nè. Đây mọc của nó đây, hàng hô gia. Rồi cái bình này 350. Cái bình này 350. 350k. Bình này bụng bự nha, từ lít mấy á. Rửa cái cho coi được, chút được. Quá xấu. Quá xấu nhìn cái xấu. Rồi dĩa này quá đẹp luôn. Dĩa này một cái 60. 60 sạc sạc số lượng cho em đi. 60 sạc số lượng. Em có 5 cái, 60 sạc 5. 60 sạc 5. Hai cái chung mỏng với một cái bình 350k. 350k hai cái chung một cái bình. Một cái vỏ tâm 50. 50 thì chốt mã 50 giùm em đi, chốt mã vỏ tâm 50. Vỏ tâm 50. Vỏ tâm 50. 50 cho Đan Phượng. Mấy chị nào chưa? Cái gì 50? Em nhiều cái 50 lắm nha. Tâm. Rồi tâm 50 cho Đan Phượng. Dạ. Đâu rồi? Đây, vỏ tâm 50 cho Đan Phượng. Rồi cái bình, cái bộ bình này 350.
Rồi cái ly có quai không mọc này nó bị lỗi ở trong chỗ này rồi. Bán lỗi 50 luôn, đã chữ lỗi 50. Cho ai vậy chị? Cho chị Đan Phượng. Lỗi 50. Cái gì? Báo đèn đỏ hả? Thế em có mấy này vui mà mấy anh chị ơi. Chết rồi, cái nắp mì nãy cho nè năm này. Anh chị ơi chấm bài giùm em nghe, anh chị chấm bài cho nó chạy bình luận để không coi nó bị đứng bình luận. Anh chị bình luận em muốn nhìn thấy gì hết trơn. Giờ mặn ăn khó khăn lắm. 60 sạc 2. Đó. Báo tiết tiết chuẩn bị nổ rồi anh chị. Đó đẹp nè. Trời ơi, khui cái lô này á hả, không có tâm đắc gì chứ, tâm đắc được mấy cái chén hoa với mấy cái chén này thôi. Con này có nó đẹp nè chàng ơi, đẹp mà không chịu nổi luôn mấy anh chị. Cái 100 sạc 5. Một cái 100 còn mới đẹp luôn mấy anh chị ơi, coi nè. Có bên trong nè. Nguyễn Phượng 60 sạc 3 hay là gì? Chị Nguyễn Phương 60 sạc 2. Chấm chấm. Dạ chấm chấm đi chị, chấm chấm nhiều nhiều vô. Nè. À. Nguyễn Phương. 100 sạc 5 quá trời đẹp, mấy cái chén này thiệt tình là nó đẹp luôn á. Khui tới cái thùng này mà đẹp đi không nổi, mẹ ơi. Mấy cái chén nó mang chị không lấy phương, em đem về xài luôn. Em quá tâm đắc nó rồi. Không còn gì để nói. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Để đây, trưng cho đẹp. Trời ơi, nghe chị em mày nói chuyện không tao có like được gì đâu. Cái chuyện léo nhéo này nghe tiếng chị em mày không. Rồi em bán cho anh chị mình cái này à. Ô, cái tiếng này nghe không vui nghe. Thôi nghỉ đi. Dẹp xuống luôn. Rồi 20. 20. Dạ, nó quá đẹp mà. Đó giờ mới khui có luôn. Khui mà toàn là mà. Rồi cái này 40. Khui là toàn là nó có một cái hoặc nó bể không à. Tặng chị cái muỗng chơi luôn. Bấm mã tặng đi đậu chị cho nó nhảy ra. Nè cái muỗng nè, nè cái muỗng bao độc luôn nghe đậu chị. Muỗng bao độc luôn nghe như cái sẻn vậy. Bấm mã tặng đi, tặng chị đó. Nè cái tô này 40. Rồi cái dĩa này cũng 40 luôn. 40 sạc 4 giùm em đi. 40 sạc 4. Rồi 40 cho chị Nguyễn Phương. Tặng cho chị Đậu chị. Rồi cái này 40 sạc 4 có mọc nha. 40 sạc 4. Rồi anh chị ơi chấm bài đi. Chấm bài đi, em kiếm gì tặng cho anh chị nè. Chấm bài. Chấm bài, chấm bài, chia sẻ bài giùm em đi. Chấm bài, chia sẻ bài đi, em kiếm gì em tặng cho nè. 40 sạc 4 nè. Nè bấm mã hồng đi, em tặng cho cái muỗng giải cưng này nè. Bấm mã hồng đi. Mã hồng, hồng, hồng. Mã hồng đi, em tặng cho cái muỗng đi một cái đó nè. Ai có đơn thì em, ai có đơn em mới tặng nha. Rồi hồng chốt cho Nguyễn Phương nè, dễ thương không? Nhanh lắm. Ghi vô con, ghi vô. Rồi em có 4 cái xuồng mọc chìm nè. 4 cái xuồng đẹp quá, cái 50 đi.
Size của nó là 17 nha. Size của nó 17, cao là 6 nha. 50 sạc 4. 5 cái, 4 cái chứ, quá đẹp luôn. Quá trời đẹp. Quá trời đẹp luôn. Rồi, 50 sạc 4 đấy. Rồi, cái tô này 150 luôn. 150. Size của nó là 18. Cao là 9,5. Cao là 9,5 nha. Cao là 9,5. Rồi, cái dĩa đựng con cá lóc nướng còn viền đẹp chưa? Còn chưa pha viền này 180. 180 nha. Chấm bài anh chị ơi, chấm bài cái bài. Nó mất tiêu bình luận nữa rồi. Nó mất tiêu bình luận nữa rồi. Chấm bài các tình yêu ơi, chấm bài. Đây tự like, tự bưng, tự thu, nó nhiều chứ. Đi giao qua bển rồi. Đính dép đính giò luôn. Rồi thùng mớ nha, thùng mớ nha. Thùng mớ. Ồ, chị Đan Phượng còn kìa, có cái này chị Đan Phượng trao được nè. Rồi cái dĩa cảnh này em bán cho anh chị mình là 230k. Size của nó là 30. Hoa mai 230k nha, 230k men shop. 230. Đây. Hả cha. Một cái là 260. Một cái là 260, size của nó là 19, cao của nó là 3. Một cái 260, 260 sạc 5. Trời cái này nó đẹp mẹ ơi. 260k còn viền vàng đẹp luôn. Size của nó là 19. Size của nó là 19 cao 3, 260.000 một cái. Quá trời viền vàng nó đẹp. Khui được có mấy cái tâm đất. Đi muốn không nổi. Size của nó 19 cao là 3, 260.000 một cái. Còn viền vàng đẹp luôn. Có một cái nó bị ấy rồi nè. Có một cái không phải chày viền mà là cái viền nó không có đổ hết vậy. Này giống gì nè, thấy không? Quá trời đẹp. Quá trời đẹp 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 đẹp. Đẹp. Chạy nước miếng. Rồi cái này một cái 40 luôn. Size là 18, 40. Mọc đỏ, chim hạt trẻ tay.
chim hạt dẻ tay 40 sạc 4. Có thùng không? Có thùng không để vô đây, đây thùng đây, mó thùng đấy. Ủa cái ly nước của chị đâu rồi ta? Cái nước chị nãy chị dục đâu rồi? Chị nhớ chị để đâu? Chị để trên cái thùng đồ của chị Thảo Trang nè. Rồi dĩa này em bán cho anh chị mình là 100k luôn, hàng của Narumi. Có hai cái lỗ tai luôn nè. Hàng của Narumi. Hàng của Narumi size của nó là 27 á, 26 rưỡi là 27. 100k. Đây, 100 cho chị Đan Phượng. Cầm đi. Vì này hỏi bóp cuốn bức đường trả lời. Ồ má, đi vô phòng của đồ luôn thấy ham ha. Thì đương nhiên rồi. Rồi, 3 set 200. 3 set 200. 3 set 200. 3 set 200k. Ba set 200k. Ba set 200k. Cái gì vậy? Không, không uống trà đường, uống nước thuốc. Ơi, mò. Cái đĩa 40 đó là size size 18.5 anh. Trái cà đỏ và là cái ly hả? Dạ đúng rồi, là cái ca là cái ca nước thuốc của em. Size 18 anh, đưa cho chị đo có phải không? Đụng cái thứ con Mỹ luôn mày. 18 gần 19, gần 19 luôn. Dĩa xem lại dĩa 100, cho chị xem lại dĩa 100. 40 sạc 4. Ờ chị Đan Phượng á, sao cứ để vô thùng đi. Bạn đơn đơn không? Cùng đâu để hết. Không, cứ dồn lại một cục. Bà nào đơn là dồn lại một cục hết luôn. Chị nào nhiều đơn thì để riêng nè chị. Đẹp lắm chị ơi. Nè. Hàng của Narumi. Hàng của Narumi, ok chưa chị? Ok chưa? Ok. Ok chị, cảm ơn chị. Đây em có một cái set anh. Em có một cái set anh nha. Ơ nó nghe nào. Mình có cái nào nha. Em bán cái set anh này là 500. Cái set anh này 500. Rồi cái tống này 200. 180 thôi. 180 thôi, cái tấm này quá đẹp rồi. Bán 180 thôi. 180. Rồi, cái thố này 40. Cái thố này 40. Dạ chị, cái đội đó nè, em có 1 chiếc một rồi chị. Rồi, cái chén viền sô cô la có nắp đậy nè, mọc đẹp luôn nè, cái dáng này 100k. Quá trời đẹp, mỏng dánh luôn, cầm mình sẽ gớt nữa. Nè mọc nè. 100k, có nắp luôn nha. 100. 100k nha mấy anh chị ơi. Mấy chị. Rồi, 40. Rồi, bộ này em bán cho anh chị mình mãn cái.
Bộ này em bán cho anh chị mình là 150. 150. 150k. Rồi dĩa anh này cái 100. Dĩa anh này cái 100. Nè bỏ nó. Dĩa anh cái 100. Dĩa này bỏ một cái nữa. Rồi dĩa này cái 60. Dĩa này cái 60 nha. Em có hai cái dĩa hình chữ nhật. Chiều dài của nó là 23. Chiều dài của nó là 23. Ừ. Này nãy của chị đang tâm chốt đó. Nằm không? Để của đó cho chị đi. Của chị đang tâm đó. Nãy chị đang tâm chốt mấy đó. Phải không mày? Nhìn chốt cái dĩa này nè. Dĩa hả? Vì nãy ai chốt cái đóng đó 100.000 đó. Có cái đó mà. Dĩa hả? Hey, cái này em bán cho anh chị mình một cái 25k mọc vuông luôn nha. 25 sạc 6. 25 sạc 6 nè. 25 sạc 6. Rồi cái này 50. Rồi cái này cái 70, em có hai cái vàng cái xanh. Cái vàng cái xanh. Cái vàng cái xanh. Cái 70 nha, thố nha. Rồi. Rồi anh chị ơi, có lên gì nữa không anh chị? Không lên gì nữa là em xuống like chốt đơn cho mấy anh chị đó. Rồi em sẽ chốt đơn cho mấy anh chị nha. Ngày mai nếu mà em gửi đồ kịp đó em sẽ like tiếp. Like sẵn đồ cho nó hết. Nếu mà chắc ngày mai em chốt đơn thì không sẵn được. Ok chưa? Rồi. Em đói bụng quá anh chị ơi. Đói bụng gung hết rồi, em phải đi ăn mới được. Chị là hẹn gặp anh chị vào... Anh chị ơi, vô Messenger inbox giùm em nghe, em ăn cơm xong rồi em chốt đơn cho mấy anh chị mình luôn á. Ok chưa? Rồi, bye bye mấy anh chị, chúc anh mấy anh chị một ngày vui vẻ. Có gì em sẽ thông báo sau nghe, nếu mà đồ kịp á thì em thông báo là em like luôn. Bây giờ này em không biết là em chốt đơn nào mới rồi á. Nếu mà rồi kịp sớm thì em sẽ like sớm, ok chưa? Rồi, bye bye, chào tạm biệt anh chị.